Xin kính chào toàn thể các bác ở trên không phải miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em cắm điện lại và vệ sinh. Trước khi là các bác nào chốt đơn cái cục khiển đèn chuyên dùng cho các loại đèn phòng hát nhá. Con này thì nó có đầy đủ gầu ăn chơi như là Ninh này, RJ45, RJ45 này. Giao tiếp nguồn 12V này, cấp nguồn tải phụ này. USB kết nối máy tính này, tai jack cắm 3.5 để cắm nhạc vào này. Báo kết nối gì đây? Ninh này, DMX512 này. Khiển được đèn beam nhé. Cái này khiển được đèn beam, đèn DMX512. Ví dụ các loại này. Đấy. Ninh in, ninh out này. Còn đây là điện 220 này. Còn đây các đường ninh này. Công tắc nguồn 220 gì đấy. Đấy, còn phần sau này thì là toàn là cộng nguồn thôi. AB này. Đấy. Nói chung là cái này em đã mở ra rồi. Đấy, phần mềm của nó thì em không có. Đây là cái phần nội thất của nó, em sẽ mở ra cho các bác xem. Con này là đời 2016. Đấy, có con át to đùng này. Đấy, kiểu như là các bác cắm đèn tải đèn beam 230 nhưng các bác đấu sau này thì nó có luôn cả sơ đồ đấu này. Đấy, điện nguồn này, mát này, mát thì đấu chung ở đây, jack này 1, 2. Đấy, xong là đến đằng sau này nữa. Thì đây nó có mấy cái dơ-ne, nó có mấy con dơ-ne to này, nó sẽ tải dòng lớn cỡ 1, cỡ 2. Còn các ne bé này tải mấy cái đèn bé. Ví dụ các bác đấu hai con beam nhá, hai con beam 230, 260 hay là 450 hay là 350 thì các bác đấu này 1, 2. Đấy, đây là mát này, hai dây mát ăn chung này, 1, 2 này. Đấy, dơ-ne 1 này, dơ-ne 2 này. Đấy. Đó. Thế thôi nhỉ. Máy của nó chẳng có gì, nó có một cái màn hình hiển thị này. Ở trong đây nó có con chip xử lý, một cái biến áp nguồn. Cũng khá là đơn giản, chẳng có gì. Đây thì nó có mấy con MOSFET. Mấy con MOSFET hay gì này, nó sẽ lái điện. Lái điện ra. Dưới này cũng có mấy con dơ-ne nữa. Nó sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn xuống đây. Nái cho mấy con này. Đấy, em thanh lý cho các bác là 450.000 một con nhé. Thanh lý với mức giá này em không kiếm được phần mềm. Thanh lý rẻ hơn giá nhập vào. Nhập vào hơn 500. Thanh lý 450.000. Nói chung là thanh lý rồi mà tiếc ấy. Con này chả may mà sau khi đang thanh lý này có anh nào anh kiếm được cho cái phần mềm con này, thì em nói thật các bác là tiếc đứt ruột đứt gan luôn. Con này hàng mới, nếu mà thị trường bây giờ, nếu mà hiện tại thị trường Việt Nam có mà bán, nó không có tầm 2.8 triệu đến 3 triệu, hơn 3 triệu, thì các bác cứ chửi vào mặt em bình thường. Em xin cam kết với các bác là vậy. Riêng cái con át này bây giờ các bác đi mua thị trường thôi, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cũng phải 100-200 nghìn rồi. Át xịn này, không phải át chợ đâu. Còn chưa tính là linh kiện này, các bác dỡ linh kiện ra. Nói chung là cái này về cho các bác tự nàn sờ thôi. Đấy, về dỡ linh kiện ra, chế cháo hoặc là dỡ linh kiện ra để thay vào những máy nó bị hỏng. Đấy, máy đây nhá, của nó đầy đủ các cổng ăn chơi, cấp nguồn 12V này. Đây không biết là nguồn ra nguồn vào. Cái 12V này không biết là nguồn ra nguồn vào. Còn này chắc nguồn ra mất. Hoặc là nếu mà các bác mà có nguồn vào không chơi điện này thì các bác cắm nguồn vào đây, rồi nó kết nối này thì nó có khiển ra trên đây. 12V đây chắc nó phải tầm 3 đến 5A thì nó mới cấp nguồn để đóng ne đây nữa. Cấp đủ chắc là tối đa được tầm 5A thì nó mới đủ dòng để đóng ne, chứ không là nếu mà 2A là nó chỉ được có hai con ne này thôi. Xong là thêm mấy con ne nữa là nó sẽ ngắt liên tục. Đấy, kiểu ấy. Đấy. Nói chung là các bác về tự nghiên cứu nhá. Em thanh lý cho các bác là giá rất rẻ rồi. Không còn gì để mà kêu nữa. Thì các bác nào mà nghiên cứu được thì liên hệ trực tiếp. Giá thì em báo rồi, vô cùng là rẻ tiền. Đấy, vô cùng là rẻ. So với giá mới thì rẻ cực kỳ luôn. Nó chỉ bằng 1/5, 1/6 giá mới thôi. Đấy, mới đây là nó còn đi theo bộ đấy. Tức là cái cục này nó phải đi mới khiển. Của đó là đèn này, đèn kia, hoặc là cái đèn em treo trên này này. Đấy, thì mới theo bộ được. Chứ còn nếu mà các bác mua cục này ngoài, chưa chắc người ta đã bán. Và bây giờ nó nhiều cái cục hiện đại hơn chứ. Con này thì nó chỉ là tối ưu hóa trong phòng thôi.
Ví dụ các bác đấu dây đèn này, dây đèn kia thì các bác đấu hai nguồn chính đây. Xong là mát đây, xong là đấu từ 1 đến 8, đóng cửa nào hiện trên đây. Đấy, ví dụ bấm lên này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên đây. Này đóng dây này. Nút thì cái nút còn hoạt động cái nút thì đấy nó hiển thị này. Bấm kiểu gì? Nói chung là cái này em không biết đường sử dụng nên là thành ý cho các bác thế thôi nhé, chứ còn là nếu mà kiếm được cái phần mềm của nó thì em cắm vào máy tính em sẽ chỉnh xem mấy cái đèn cho nó sướng, chứ không gì ở chơi linh tinh cả. Cắm đinh đây, cắm nan đây, lại đề mic này, các kiểu đây, được chưa? Giá rất rẻ rồi, 450.000 một chiếc. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.